Chào các bạn đến kênh Xem Cách 24 giờ. Quả rầu 1/10 chọn kiển đẹp tung trời với gam màu hồng đen hiếm gặp. Thủ sở một các bạn tên là Út Nguyên. Các chiếc quả rầu 1/10 nằm dưới đây được chọn lại với một phong cách kiển dạo phố là chính, với những món đồ chơi quen thuộc bạn em chơi quả rầu đích hiện nay thường hay hướng tới. Đầu tiên, phía xa tay lái, ở đây ta bắt gặp được cụm công tắc Henquist tích hợp rất nhiều nút bấm. Thậm chí còn có cái nút đề máy qua bên trái cũng rất là tiện lợi. Bên phải là cụm đề máy Dyno. Ý đồ của người chủ là giúp xe đồng có thêm phản chống để bắt cụm tăng tốc cùng với thương hiệu, đi cùng hai ống ga CC kẹp ở bên dưới tay thắng. Tiếp theo, ta thấy được cái bộ cụm tay thắng Rainbow kết hợp cùng với tay tiếp em. Mà chiếc xe đại sổ rất là tinh tế đến cỡ nào khi được người chủ hy sinh khuyết rộng cái phần dàn áo để không bị cà cứng hay chạy cái diện mạo của cụm tay. Và ở đây ta còn khái niệm trực mà chiếc kẹp sườn đi cùng với 16 nút chỉnh nặng nhẹ để kiểm soát đầu xe chống gắt chạy độ cao. Vì là cái món đồ chơi chế thêm nên phần nhĩ nhám được khuyết rộng là rất nhiều để không bị cà cứng trong quá trình vận hành. Nhìn xuống trên chân trước, ta thấy được góc ảnh về những món đồ chơi ước tính khoảng là hơn 20 củ mà chiếc xe độ đại sổ. Đầu tiên là phần đĩa thắng đồ chơi muốn bắt vào nó được cố định vào đùm buộc phải thông qua một cái lòng CNC phù hợp. Bên cạnh là cái chú heo dầu Rainbow Disc 2 bit đã xứng có mức giá khoảng 10 củ với chất liệu nhôm CC nguyên khối, trong hình là lung linh hơn trên cả tuyệt vời. Hệ thống treo sau là bộ Cardin được trang bị bình dầu rời có kích thước rất lớn. Anh em xem góc này thấy được cái phần bình dầu được đưa ra phía sau rất nhiều để lộ ra có phần đúng chỉnh cho phép người chủ tăng giảm hành trình giảm tốc ở những đoạn đường cần chuyển khác nhau. Chèn chân sau của chiếc quả đầu độ này còn khiến nhiều người phát ngạc nhiên hơn khi chứng kiến người chủ chia ra số tiền khoảng là 10 đồng để sủ quả bộ 4 Ross thể hiện được cái sự đẳng cấp và sành điệu của mình. Chi phí chỉ mới là mua bộ thôi, chưa gồm công lắp ráp cũng như công chế cháo của bộ và phát heo. Vado 1/10 cái bản 2007 lột xác với những tinh chỉnh đầy ấn tượng. Dưới đây là phiên bản đến từ Honda Vado 1/10 2007 đã bị ngừng sản xuất, được khoác cho mình diện mạo mới bằng những món đồ chơi thượng thừa, mang những kiện liên hành để tăng thêm cái độ thẩm mỹ và hiệu năng cao. Phần đầu được khoét rộng hơn tí xíu để người thợ dễ dàng trang bị cho mình cụm thắng Rainbow CB. Mẫu tay của mình là to lớn và đầm nó bật phần đầu một cách hoàn hảo. Người chủ ở dụng cho mình bình dầu đi kèm cái nắp CNC xanh để làm hộ chứa dầu. Cụm tay này có mức giá thành cũng dễ thở khoảng là 4,8 triệu đồng, chưa bao gồm cái cụm mới. Tuy nhiên nhược điểm của nó là không có chế độ chống gãy. Chèn chân kết hợp giữa đĩa Rainbow Oro 255 kết hợp cùng heo dầu Rainbow lục lớn 2 bit đã xứng được bắt vào cuộc sơ qua trước thông qua các phát treo dầu và được làm bằng công nghệ CNC nhôm, và không quên nhắc về sợi dầu heo được bấm đầu CNC rất đẹp. Ở dụng cho mình phục Harlin bị dầu rời nằm bên trên tích hợp cái núm CNC vàng. Đây là phiên bản mới nhất được sản xuất dành cho chiếc World Dip có tổng chiều cao là 330mm. Xung quanh là bộ nồi là cái dạng ốc T5 là cực kỳ đẹp. Chủ xe lựa chọn cái phần ống xả lấy từ cái dòng Bado 1/10 2009 cho gọn gàng, góc cạnh sẽ thao hơn. Không biết đối với cái chiếc Bado 1/10 hơi cũ này ra sao, nhưng nhiều người chơi đã trải nghiệm phong cách này phản hồi là bị hụt nhẹ dù đã minh lại cái nồi. Chắc cái nước Titan và con FB 1/5 cũng được minh lại để giúp chiếc xe thêm chút mới lạ và dễ dàng thao tác hơn trong việc là chăm sóc xe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, nhấn like và subscribe.